Kang Daniel tiết lộ cách đối xử của mẹ khi con trai và xác nhận ngày tái xuất. Mới đây, đoạn teaser của chương trình Problem Children's House của đài KBS có sự tham gia của center quốc dân Kang Daniel đã được phát hành. Tại đây, những mẫu chuyện thú vị đầu tiên về cuộc sống gần đây của Kang Daniel cũng đã được anh chàng hé lộ. Một trong số những điều nhận được sự quan tâm lớn của fan chính là Kang Daniel đã tiết lộ cách đối xử của mẹ khi con trai là người nổi tiếng. Cụ thể, anh chàng đã dở khóc dở cười khi nói về sự khác nhau của mẹ mình khi đối xử với idol Kang Daniel và con trai Kang Daniel. Mẹ tôi và tôi ngồi xuống và xem TV cùng nhau. Và ngay cả khi bà ấy xem tôi trên TV, bà thà dán mắt vào xem trên TV chứ không nhìn mặt tôi dù tôi đang ngồi kế bên. Trước đây, mẹ tôi đã đến một buổi triển lãm có những bức ảnh của tôi và cuối cùng bà đã mang về 3 bức. Bà còn thể hiện khía cạnh là Kang Daniel Franger rất rõ ràng. Khi tôi nói với bà là hãy cất chúng đi, nhưng mẹ tôi còn phản kháng lại rằng anh chàng này thật tuyệt, tại sao lại phải cất? Kang Daniel tiết lộ mẹ mình cũng là một fan girl nhiệt huyết không kém. Nam thần tượng cũng đưa rằng mẹ tôi giống như nghĩ rằng idol Kang Daniel và con trai Kang Daniel là hai người hoàn toàn khác nhau. Sau đó, Kang Daniel cũng thể hiện mối quan hệ nhất thiết với mẹ bằng cách gửi một tin nhắn ngọt ngào đến bà. Nhờ mẹ, tôi đã có thể vượt qua được cuộc sống thực tập sinh khó khăn của mình. Chỉ cần nói chuyện điện thoại với mẹ một lần trong tuần thì tôi đã có thêm rất nhiều sức mạnh. Mặt khác, Kang Daniel sẽ tái xuất với album Jello vào 13 tháng 4 sắp tới. Như vậy là sau nhiều đồn đoán về màn tái xuất của Kang Daniel, mới đây, Connect Entertainment đã khiến các fan hâm mộ phấn khích khi chính thức xác nhận thông tin này. Được biết, đây là lần đầu anh chàng trở lại chảo lửa K-pop kể từ tháng 8 năm ngoái với Magenta. Với album Magenta trước đó, Kang Daniel đã thể hiện tiềm năng của mình khi chính thức trở thành nghệ sĩ triệu bản sau một năm debut solo với tổng lượng tiêu thụ của ba album Color On Me, Cyan và Magenta vượt qua con số 1 triệu. Bên cạnh việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới, Kang Daniel cũng bắt tay vào sự nghiệp diễn xuất khi đóng vai chính trong bộ phim Agent Black Jacket. Có thể nói năm 2021 này sẽ là một năm đầy hứa hẹn với anh chàng. Kang Daniel bắt đầu sự nghiệp ca hát với tư cách center của nhóm nhạc dự án WANNAONE sau khi giành được vị trí No One trong chương trình Sống Còn Produce 101 Season 2. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, Kang Daniel gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, động tác nhẹ sexy và tài năng hoàn hảo. Sau khi nhóm nhạc 11 thành viên tan rã vào năm 2019, anh chàng debut solo với special album Call On Me vào tháng 7 năm 2019. Sau thời gian dài nghỉ ngơi do vấn đề về sức khỏe cũng như các sự kiện liên quan đến công ty quản lý cũ, anh chàng trở lại đường đua K-pop với album Cyan. Album đạt được hơn 100.000 bản trong ngày đầu mở bán, hơn 261.000 bản trong tuần đầu. Đến tháng 8, Kang Daniel tiếp tục phát hành album thứ 3 mang tên Magenta. Album lần này đã giúp nam idol trở thành nghệ sĩ triệu bản sau một năm ra mắt với ba album Call On Me, Cyan và Magenta. Bên cạnh đó, vào tháng 1 năm 2021, nam idol đã có một màn collab với Inverness và Anthony Russell trong MV Stay of Wonder. Như vậy, không chỉ thành công với tư cách thành viên WANNAONE, Kang Daniel còn có một sự nghiệp solo đầy hứa hẹn sau khi nhóm tan rã.